Hello các bạn, quay trở lại channel. Chúng ta sẽ cùng nhau hành xác con T-Rex này nhá. Đây là cỗ máy của chúng ta. Đấy, nó lên rời từ trên đúng không? Rồi nào. Rồi tốc độ rất là chậm. Rồi nó bị bắn vào hai chân rồi. Nó đã bị bệnh tè he. Thì chết rồi các bạn ạ. Con này hơi yếu đuối. Tiếp theo là con T-Rex Coca-Cola, được thiết kế từ chiến nát. Lại bị bạch tè rồi. Một cái bắn vào đuôi, một cái bắn vào đầu. Ok. Cũng chết luôn. Lại nhức lên rồi. Ôi chết. Lại bị chết rồi. Tiếp theo là con T-Rex Doraemon. Nào, lại bị bệnh tè hè như con trước. Wow. Bị bệnh, chết nốt. Rồi xong, bị kéo đuôi kéo đầu rồi. Rồi con này khó có thể rơi dưới đất này. Chết nốt. Tiếp theo là con Spinosaurus, và có quả xăm hình rồng. Con này đến từ Trung Hoa. Rồi. Cũng gần tên gần với chi thật luôn. Chết không? Ok xong rồi. Cũng bị bay lên bay xuống. Răng xé rất là kịch liệt luôn. Chết nốt. Rồi ở đây là con gì đây? Con Pepsi. Nào xem nào. Lại dạng chân không có con nào bắn được vào đầu con nào. Ôi cái mồm bị háo à. Sống luôn. Ok. Rồi xuống đất rồi. Con này chỉ chạm đất là chết rồi. Hai bên đang dạng xé cái thương hiệu Pepsi rồi. Rồi đã chết rồi. Tiếp theo là Spider-Man phiên bản Shopee. Xong luôn. Toàn luôn rồi này. Oh no. Đẩy qua đẩy lại này. Bị đụng đưa qua đụng đưa lại rồi. Đấy, nó đang bị hai bên giằng xé rất là kịch liệt nha các bạn nha. Đây là men của bản tốc pin. Ôi xoắn nữa. Xoắn tròn luôn. No. Oh no 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 no. Đấy. Ôi con kéo đầu con kéo đuôi luôn. Kéo giãn này ra luôn. Ok mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.